Ok, clip này thì mình test tiếp cái con Bose vi tính cho mọi người xem nha. Thì cái con Bose này mình về, nó bị hơi xước chỗ này và chỗ này nè, còn lại thì ok. Đó, con này mình bán 1,3 triệu nha. Loa này nghe về cắm vi tính hay là cắm điện thoại được thay nha mọi người. Ok, mình mở thử một bài cho mọi người nghe. Mới thấy bạn nào complain là mở Phương Thảo không, tại vì thực sự là sáng nay mình mang đồ về nhà thì vớ đại mấy cái đĩa thì toàn những đĩa Phương Thảo với một cái đĩa Mộc Sen, nên là mình mở tạm với lại Phương Thảo cũng dễ nghe mọi người, nên cái gì bạn hãy thông cảm. Giờ mình thử mở nhạc trẻ nha. Cái này thì nó thiên về nhạc trẻ nhưng mà nghe bolero hay là nhạc hòa tấu nó cũng rất là ok mọi người, tiếng nó rất là chi tiết. Ok, đặc trưng của Bose là cái bass rất là chắc nha mọi người. Thì clip mình này mình làm ngắn ngắn thôi mọi người, tại vì còn nhiều hàng quá, mọi thông cảm nha. Đó, thì con này nghe vi tính khá là hay đó, nghe nói ra con lời. Thì con này mình về nó ngoại hình nó không được đẹp cho lắm, và cái cục sạc này cũng không phải sạc zin của nó, nên là mình bán 1,3 triệu nha mọi người. 1,3 triệu bộ này rất là đáng mua nha.
Ok, cảm ơn mọi người.